Chào mừng quý vị và các bạn đến với bài tỉnh nguyện phiên bản ghi âm được thực hiện bởi mục vụ Lời Sống Hàng Ngày. Bài suy gẫm hôm nay của chúng ta có tựa đề Hướng dẫn cho người bắt đầu, dựa trên phân đoạn Kinh Thánh nền tảng được chép trong Roma chương 6 từ câu 16 đến câu 23. Anh em không biết rằng nếu anh em đem thân làm nô lệ để vâng phục người nào thì anh em là nô lệ cho người mình vâng phục sao? Hoặc nô lệ của tội lỗi dẫn đến sự chết, hoặc nô lệ của sự vâng phục dẫn đến sự công chính. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, vì anh em đã từng làm nô lệ cho tội lỗi, mà nay thật lòng vâng phục tiêu chuẩn giáo huấn đã ủy thác cho anh em. Và anh em đã được giải phóng khỏi tội lỗi, trở thành nô lệ cho sự công chính. Vì xác thịt anh em yếu đuối, nên tôi nói theo cách loài người. Anh em đã từng hiến chi thể mình làm nô lệ cho sự ô uế và sự gian ác chất chồng thể nào, thì bây giờ hãy hiến chi thể mình làm nô lệ cho sự công chính để được thánh hóa thể ấy. Khi còn là nô lệ cho tội lỗi, thì anh em được tự do đối với sự công chính. Lúc ấy, anh em thu được kết quả gì mà bây giờ anh em lại phải hổ thẹn? Sự cuối cùng của những điều đó là sự chết. Nhưng bây giờ anh em đã được giải phóng khỏi tội lỗi và trở nên nô lệ của Đức Chúa Trời, thì kết quả mà anh em được là sự thánh hóa và cuối cùng được sự sống đời đời. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đấng Christ Jesus, Chúa chúng ta. Và câu Kinh Thánh hôm nay chúng ta cần ghi nhớ được chép trong Roma chương 6 câu 23. Tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đấng Christ Jesus, Chúa chúng ta. Sau khi mẹ tôi đột ngột qua đời, tôi được thôi thúc bắt đầu viết blog. Tôi muốn viết bài để khích lệ mọi người tận dụng những phút giây trên đất để tạo ra khoảnh khắc ý nghĩa trong cuộc sống. Vì vậy, tôi tìm đến những hướng dẫn cho người mới bắt đầu viết blog. Tôi tìm hiểu nền tảng nên dùng, cách chọn tiêu đề và cách viết hấp dẫn. Năm 2016, tôi đăng bài đầu tiên lên blog. Sứ đồ Phaolô viết hướng dẫn cho người bắt đầu để giải thích cách có được sự sống đời đời. Trong Roma chương 6 câu 16 đến câu 18, ông so sánh thực tế rằng chúng ta được sinh ra trong sự chống nghịch Chúa với chân lý rằng Chúa Giêsu sẽ giúp chúng ta thoát khỏi tội lỗi. Sau đó, Phaolô mô tả sự khác biệt giữa làm nô lệ cho tội lỗi và làm nô lệ cho Đức Chúa Trời, cũng như đường lối công chính của Ngài. Ông nói tiếp, tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đấng Christ Jesus, Chúa chúng ta. Chết có nghĩa là bị phân cách với Đức Chúa Trời mãi mãi. Đây là kết cục bi thảm mà chúng ta phải đối diện khi khước từ Đấng Christ. Nhưng trong Chúa Jesus, Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta một món quà là sự sống mới. Đó là sự sống bắt đầu trên đất và tiếp tục mãi mãi trên thiên đàng với Ngài. Lời hướng dẫn cho người bắt đầu của Phaolô về sự sống đời đời đưa ra cho chúng ta hai lựa chọn. Chọn tội lỗi dẫn đến sự chết, hoặc chọn món quà của Chúa Jesus dẫn đến sự sống đời đời. Nguyện bạn tiếp nhận món quà sự sống của Ngài, và nếu bạn đã tin nhận Đấng Christ, nguyện bạn chia sẻ món quà này với những người khác hôm nay. Bạn mô tả việc tiếp nhận món quà sự sống đời đời qua Chúa Jesus Christ thế nào? Đâu là sự khác biệt giữa làm nô lệ cho tội lỗi và làm nô lệ cho Đức Chúa Trời và đường lối công chính của Ngài? Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Lạy Chúa Jesus, cảm ơn Ngài đã yêu thương và tha thứ con. Ngài đã trả món nợ con không thể trả và ban tặng cho con món quà con không thể mua. Amen. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe phiên bản ghi âm bài tỉnh nguyện hôm nay. Chương trình được thực hiện bởi mục vụ Lời Sống Hàng Ngày.